Sau khi mà mình trải qua một cái hành trình phẫu thuật về gương mặt rồi thì mình cũng giúp cho mình những cái bài học cũng như là những cái chia sẻ mà mình ước gì hồi trước đây có ai đó đã chia sẻ cho mình cái điều này, thì mình tin chắc mình sẽ được tốt hơn và mình sẽ được dễ dàng hơn. Và trong quá trình mình phẫu thuật xong và mình lành lặn vết thương thì mình nhận thấy là có một vài cái chi tiết đó mà đa phần rất là ít ai chia sẻ về những cái kinh nghiệm phẫu thuật, thì hôm nay Linh sẽ chia sẻ nó cho tất cả các bạn được biết. Sau thời gian bồi hồi để chờ được phẫu thuật thì sau khi phẫu thuật xong thì mình cũng bồi hồi chờ đợi cho vết thương nó được lành để mà mình trông cái diện mới của mình ra sao. Và trong một cái quá trình trải nghiệm như vậy thì mình rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm mình sẽ chia sẻ với các bạn để giúp cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm cho cái quyết định phẫu thuật chuyển giới gương mặt của mình. Đầu tiên khi mà các bạn chuẩn bị vô phòng phẫu thuật thì ở bên bệnh viện họ có cho mình một cái phòng khách sạn riêng để mà mình thay đồ nghỉ dưỡng để mà nằm chờ đến ca phẫu thuật của mình. Thì ở đó bác sĩ có dặn mình là đi tắm đi cho nó sạch, thì lúc đó là mình cũng tắm rất là sơ sài vì ở nhà mình tắm rồi, thế mà giờ đó mình cũng tắm rất là sơ sài thôi. Và phẫu thuật thì sau khi phẫu thuật xong mình phát hiện ra là thật ra là cái ca mà đi tắm như vậy á, đó là cái ca cuối cùng mà mình được tắm một cách gọi là trọn vẹn cơ thể của mình. Vì sau khi phẫu thuật xong mình sẽ không có được gội đầu và mình cũng không có được rửa gương mặt của mình nữa, nên là với các bạn mà có đi phẫu thuật gương mặt giống như mình á, về cái phần mũi và phần cằm luôn, thì khuyên là bạn nên tắm trước khi phẫu thuật á tại bệnh viện luôn, thì tắm thật là sạch, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ hết tất cả luôn nha, và rửa mặt là sạch luôn. Đây cũng là lần cuối cùng mà mình được tắm một cách thoải mái như vậy, sau đó khoảng 30 ngày bạn mới được tắm lại một cách bình thường như vậy. Cái hai nữa là bạn nên đi cắt tóc. Với những bạn mà tóc dài á thì bạn cũng nên đi cắt tóc đi cho nó gọn, nó mát, tại vì khi mà phẫu thuật xong mình có đâu được cắt tóc đâu, tóc của mình thì ra rất là dài, và trước khi phẫu thuật á là mình đã đi cắt tóc rồi, mình đã cạo sạch hết phần này và cắt rất ngắn luôn rồi, bây giờ chỉ sau 10 ngày thôi nó ra rất là dài, mình làm mình rất là nóng rồi, mình cũng không được đi gội đầu nữa. Mình đi ra tiệm mình gội đầu thì người ta cũng không có thể nào mà gội hết được, tại mình bị cái phần lỗ tai á, mình có cắt cái sụn tai nữa, cho nên là cái phần lỗ tai của mình nó không được đụng tới đây, thì các bạn chỉ được gọi cái phần này thôi. Thế là nguyên cái vùng phần này nè, nó vẫn còn không được sạch, nên là khuyên các bạn luôn rồi, nên sạch sẽ tóc tai trước khi phẫu thuật, thì sau khi phẫu thuật các bạn sẽ được mát mẻ hơn. Tiếp theo là với những bạn mà cận á, sau khi mà lên phẫu thuật xong thì bác sĩ có đưa cho mình một tờ hướng dẫn, là trong đó có ghi là không được dùng kính trong 30 ngày. Thì với những bạn mà cận giống như Linh đi, nếu mà các bạn không làm việc trong môi trường mà dùng máy tính nhiều hoặc điện thoại nhiều, hoặc là bạn không nhìn quá nhiều, thì có thể bạn sẽ không cần đeo lens. Nhưng mà với bản thân của Linh là Linh làm việc trên máy tính và điện thoại rất là nhiều, cho nên là sau khi phẫu thuật á, mình phải đi ra bên trung tâm mắt để mà họ đo mắt cho mình và họ làm cho mình một cái cặp lens để mình đeo trong thời gian ít nhất là một tháng, để mà cái mũi mình nó không có bị ảnh hưởng, tại vì khi mình đeo cái gọng kính vô thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần sống mũi của mình nè. Nên là các bạn hãy chuẩn bị trước cho mình một cái cặp lens cận trước khi mà bạn đi phẫu thuật đi, thì như vậy bạn sẽ chủ động hơn. Tiếp theo là hãy sắm cho mình thật là nhiều những cái áo sơ mi trong những ngày bạn phẫu thuật. Vì sau khi phẫu thuật á, các bạn nếu mà mặc áo thun giống như bây giờ đi, bạn phải cởi lên cởi xuống, thì đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái mũi và cái lỗ tai của mình, làm bạn hơi nhói, hơi đau, hoặc là nó có thể tác động đến cái phần mũi. Nên là tốt nhất thì bạn hãy mặc áo sơ mi đi để mà nó được thoáng. Trong tất cả những ngày phẫu thuật luôn thì Linh luôn luôn là mặc áo sơ mi để mà nó không có bị dướng díu trong cái phần mà cởi lên cởi xuống như vậy. Tiếp theo và quan trọng nhất là hãy luôn luôn nghe theo lời bác sĩ. Họ căn dặn mình á là bao nhiêu ngày đi tái khám thì hãy tái khám đúng ngày, là cái thứ nhất. Cái hai là họ dặn uống thuốc gì là hãy uống đúng thuốc, đúng cái liều lượng, và đừng tự ý bỏ thuốc trừ một cái loại thuốc. Trong cái khi bạn phẫu thuật xong thì bạn sẽ có cái viên thuốc là efferaran, thì đó là thuốc giảm đau. Nếu như là bạn phẫu thuật xong mà bạn còn đau thì bạn hãy uống, còn nếu mà không đau thì có thể không uống cũng được. Còn tất cả những loại thuốc khác thì bạn đều phải uống đúng liều lượng của bác sĩ cho nha. Và có một cái viên tên là Atrozol gì đó,
cái viên mà bạn đập dưới lưỡi mà ngậm á, thì thường thường bác sĩ cho bạn ngậm cái 5 ngày thôi để mà tan máu bầm. Thì mình khuyên là bạn nên mua nhiều hơn để mà bạn có thể ngậm. Hiện tại là Linh đang ngậm đến ngày thứ 10 luôn, tại vì ngậm như vậy thì nó sẽ làm tan máu bầm. Bạn mua, bạn ngậm đến khi nào mà hết máu bầm thì thôi, thì nên mua thêm cái đó nha. Sau khi bạn dùng thuốc xong thì mình khuyên các bạn luôn là nên bổ sung thêm những thực phẩm chức năng để cho tăng cường cái độ phục hồi của cơ thể của bạn. Giống như bản thân của Linh khi mà trước lên phẫu thuật á, thì Linh có dùng theo những thực phẩm chức năng về collagen, về vitamin và những hợp chất A, D, E để mà tăng cường sức đề kháng cũng như cái độ đàn hồi của cơ thể. Và sau khi mà phẫu thuật thì Linh cũng dùng thêm cái đó đến bây giờ luôn để mà tăng cường cái độ phục hồi của mình, để cho mình mau chóng quay trở lại với công việc thường ngày. Linh tin là cơ thể Linh được khỏe như bây giờ sau 10 ngày mà có thể nói mà không có cảm giác đau gì hết, thì một phần rất là lớn là nhờ vào những cái thực phẩm chức năng mà Linh đang dùng để phục hồi cơ thể của mình. Nếu mà bạn phẫu thuật thì bạn đã có điều kiện rồi thì hãy cho sử dụng thêm những thực phẩm chức năng đó để bảo vệ cơ thể bạn một cách tốt nhất. Tiếp theo là thường bác sĩ sẽ bảo bạn là bạn sẽ cần khoảng 20 ngày để tịnh dưỡng phục hồi cho cơ mặt của bạn, cho cơ thể của bạn nó được lành lặn. Thì mình khuyên là bạn nên trừ hao thêm là khoảng 30 ngày đấy, nữa là bạn phải sắp xếp công việc của bạn nó. Sau đó 30 ngày bạn hạn chế tiếp xúc, hạn chế nói chuyện, hạn chế gặp gỡ, hạn chế đi lại một cách tối đa có thể để giúp cho cái vết thương của bạn được đẹp hơn. Trong cái ngày thứ 10 là Linh đã gỡ cái nẹp ra rồi, nhưng mà bác sĩ cũng dặn mình luôn là đừng có đi lại quá nhiều hoặc đừng có giằng sóc quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc mũi của mình. Đặc biệt là ngủ thì cũng không có được nằm nghiêng nữa vì nó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc mũi. Thì mình khuyên luôn là các bạn nên nghỉ tối đa nhất có thể. Thì bản thân Linh thì Linh nghĩ Linh sẽ nghỉ đâu đó khoảng 30 ngày đến 40 ngày cho hoàn toàn phục hồi cái cơ thể của mình luôn, thì mình mới bắt đầu đi xe máy lại. Còn bình thường bây giờ thì mình vẫn sẽ đi taxi. Và cái chia sẻ cuối cùng mà Linh dành cho các bạn luôn là trong cái quá trình mà bạn đi phẫu thuật, bạn thông báo cho rất là nhiều gia đình của mình, cho bạn bè, cho người thân, cho rất là nhiều người rằng là bạn sẽ đi phẫu thuật, để bạn mong là họ sẽ góp ý coi là bạn có nên phẫu thuật hay không, hay là nên phẫu thuật ở đâu. Thì lời khuyên là tốt, nhưng mà Linh tin là khi mà bạn đã nghĩ đến việc là bạn muốn đi phẫu thuật và bạn đã quyết định đi phẫu thuật rồi, thì những cái lời khuyên, những cái góp ý đó cũng chỉ để nghe và mình lấy kinh nghiệm thôi. Có đôi khi tại vì bản thân Linh khi mình Linh chia sẻ xong thì gia đình của mình cản nè, bạn bè của mình cản nè, và ai cũng nói không tốt về phẫu thuật và không ai muốn mình làm hết. Và tất nhiên mình hiểu ra được một cái tâm lý là không ai muốn thay đổi cả, tại vì họ đã quen với gương mặt của mình hiện tại rồi thì họ sẽ không bao giờ muốn có một gương mặt mới, là cái thứ nhất. Cái hai là qua do những cái kiến thức trên báo đài họ nói xấu về phẫu thuật thẩm mỹ làm không đẹp hoặc là bị hư hỏng này nọ, và nó cũng làm cho những người thân của mình họ lo sợ. Còn nhiệm vụ của mình thì mình hãy tìm cái nơi mà phẫu thuật tốt nhất để mình lựa chọn. Và cái hai nữa là mình hãy tin tưởng vào quyết định của mình, tại vì bản thân mình, chỉ có chính bản thân mình mới biết được là mình đang cần cái gì, mình hiểu cái gì, mình muốn cái gì về cơ thể của mình thôi. Còn những người ngoài, trừ mình ra, kể cả người yêu cộng người nhà, thì chỉ là để quan tâm, để chăm sóc thôi, chứ họ cũng không thật sự hiểu được bản thân mình đang cần cái gì và mong muốn cái gì cả. Nên khi bạn đã quyết định phẫu thuật rồi thì hãy tin vào cái lựa chọn của chính mình và hãy chọn cái nơi phẫu thuật tốt nhất. Đừng quan tâm giá tiền, hãy quan tâm về chất lượng dịch vụ của cái nơi đó, thì nó sẽ an tâm hơn là về giá tiền bạn ạ. Và đây là những cái kinh nghiệm của Linh trong cái quá trình mà Linh nằm ở nhà tịnh dưỡng, và mình đã ghi lại cái quá trình phẫu thuật của mình để mình chia sẻ với các bạn. Và Linh tin những cái chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn trong cái lựa chọn quyết định phẫu thuật của mình. Vì bất kể phẫu thuật gương mặt, phẫu thuật ngực hoặc là phẫu thuật bộ phận sinh dục đều sẽ cho các bạn những cái kinh nghiệm nào đó trong cái quá trình phẫu thuật của mình. Và sau những cái thay đổi của mình thì Linh cảm thấy rất là hài lòng như các bạn đang thấy đây, và Linh mong sẽ nhận được sự yêu quý cũng ủng hộ của các bạn từ trước đến nay. Dù cho Linh có phẫu thuật hay là không phẫu thuật, dù Linh đã thay đổi như thế nào thì bản thân Linh vẫn là Linh thôi, chỉ là khác đi về gương mặt thì nó đẹp hơn thôi. Nên là hãy luôn luôn yêu quý và ủng hộ Linh bạn nhé. Nếu như bạn có thêm bất cứ thắc mắc nào mà về phẫu thuật mà bạn chưa biết hỏi ai hoặc là chưa có ai chia sẻ cho bạn á, thì bạn cũng có thể để lại cái comment ngay video này, hoặc là bạn ngại thì bạn cũng có thể nhắn tin riêng với Linh qua cái kênh Facebook của Linh để Linh có thể chia sẻ hoặc là hướng dẫn bạn theo những cái kinh nghiệm và kiến thức của Linh bạn nhé. Và nhớ là hãy đăng ký ngay kênh YouTube của Linh để cập nhật thêm những cái video mới nhất từ Linh bạn nhé. Bye bye.